Ghi bàn, Saka 13, Havertz 43, Chusset 55, 78, Vieira 89, Lewandowski 7, Rafinha 34, Torres 88. Vào sáng hôm nay 27 tháng 7, trận đấu giữa Arsenal và Barca đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình với sự nỗ lực của hàng chục nghìn fan BLACKPINK nô nức xếp hàng tại cổng vào. Do tắc đường, Arsenal đã đến muộn, khiến trận đấu phải lùi lại nửa tiếng so với dự kiến. Trong đội hình xuất phát của họ, không có tân binh đắt giá Declan Rice và nguyên nhân vẫn chưa được công bố. Nhập cuộc, đội Á quân ngoại hạng Anh đã chệch choạc và phải trả giá ngay phút thứ 7 khi Rafinha đệm bóng trúng thủ môn Aaron Ramsey. Sau đó Robert Lewandowski ập vào sút bồi mở tỷ số cho đội bóng Barca. Sau bàn thua, Arsenal thức tỉnh và liên tục tạo ra các đợt tấn công nguy hiểm. Sự linh hoạt của nhóm cầu thủ tuyến trên gồm Martin Odegaard, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Leandro Trossard và Bukayo Saka khiến Barca cảm giác bị ngợp và họ không giữ được lợi thế quá lâu. Phút 13, Saka tận dụng pha đỡ bóng hỏng của Andreas Christensen để sút vào góc gần, san bằng tỷ số 1-1 cho Arsenal. Trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội được tạo ra từ cả hai đội. Phút 15, tiền đạo cánh người Anh của Arsenal lại đệm bóng hụt ngay trước khung thành trống sau pha kiến tạo của Jesus. Chỉ 7 phút sau, anh tiếp tục vô duyên khi sút phạt đền chệch cột. Barca bất ngờ có bàn thắng thứ hai ở phút 34 sau tình huống Rafinha thực hiện cú đá phạt từ 30m khiến bóng chạm Odegaard đổi hướng và bay vào khung thành của Ramsey. Tuy bị lép vế trong phần lớn thời gian, nhưng Arsenal không từ bỏ. Họ tiếp tục tấn công và cuối cùng gỡ hòa 2-2 ở phút 43 sau pha đánh đầu của Odegaard từ quả tạt của Saka, tạo điều kiện cho Havertz đệm bóng cận thành và tung lưới Ter Stegen. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, mang đến cho khán giả những phút giây mãn nhãn với nhiều bàn thắng và cảm xúc sôi động. Lewandowski, áo trắng, tranh bóng với Havertz trong trận đấu giữa Arsenal và Barca. Ảnh FC Mỹ.